Trời đi, em chưa từng đến là vì anh. Đôi khi cảm xúc là những lúc anh nghĩ về em không thể tránh. Cô xa lánh thứ tình cảm mà anh luôn gọi là tình yêu. Bắt đầu từ đâu mà những lời nói của em trong anh không thể thiếu. Nếu ngày mai em biến mất thì gió có thổi là vì ai? Chỉ là kèm cơn mưa mùa hạ trên khoảng thời gian anh dừng lại chắc sẽ rất ngại. Khi tình cờ đâu đó tương lai anh gặp em cùng với một người không phải là anh, chắc chắn như vậy. Anh kìm nén đôi lời muốn nói cũng là do những thứ áp đặt trên vai em. Liệu rằng em có từ bỏ tất cả để tìm về anh? Nơi ngõ hẹp thật sự không đẹp như là mơ, đời dài còn quá nhiều kẻ chờ. Một trong số đó ẩn chứa cái tên một thần tự kỷ, vẫn làm thơ để cho là anh, luôn ích kỷ để nghĩ về điều ta bên nhau. Cứ cho là anh luôn thất bại nhưng xin em đừng làm anh đau. Có vẻ như em vẫn còn nhớ một chút ký ức của ngày ấy. Thôi cho anh hỏi một câu hỏi khó, vậy ai sẽ nắm tay anh đây? Trả lời anh biết, ở nơi đó người em nắm tay chính là ai, và người em chọn nắm tay người khác đó chính là ai, không phải em. Ở nơi này vẫn còn anh có nắm một người, đó là em. Vậy người sẽ nắm đôi tay lạnh giá của anh chẳng biết đó là ai. Vòng lẩn quẩn cứ như thế tồn tại nỗi đau anh ngày dài. Đôi khi muốn kể lắm nhưng thôi là viết tâm sự lên vài dòng, chỉ muốn cho nhận được từ hai phía đâu phải quá đáng. Có gì sai cuối cùng trở lại về với câu hỏi người nắm tay anh sẽ là ai đây. Anh có một câu chuyện không đẹp như trong phim nhưng cũng phản ánh đâu đó ít nhiều cuộc sống bình thường. Tuy phù phiếm anh cũng sẽ hiểu, em sẽ đau lắm nắm lấy người em không yêu. Khó xử chỉ là cách nói với anh thôi, cho dù ít hay là nhiều. Có những điều không thể dễ như một màn kịch em từng xem, và nhiều hơn thế anh không thể tả được hết những điều em vừa ném. Nhìn đi, em để cho anh được những gì? Cái cớ mà em đưa ra với anh thần khờ cũng biết là phi lý. Em chưa từng sống vì một ai, chỉ sống để vì em. Anh không dám chắc mình đúng hay sai, chỉ chắc nỗi đau này là em. Anh luôn tự cấm anh không thể cười, đó chính là trước khi em đến. Sau khi em đến anh cấm thêm 10 nụ cười ấy chưa được ghi tên. Quên đi, anh cũng quá quen với cảnh này. Có đau cũng vẫn là thêm một chút hơn một thói quen em từng thấy. Anh từng cô đẩy em ra xa, không muốn mắc em thêm cay, chỉ dám trốn tránh với một câu hỏi về ai sẽ nắm tay anh đây. Trả lời anh biết, ở nơi đó người em nắm tay chính là ai, và người em chọn nắm tay người khác đó chính là ai, không phải em. Ở nơi này vẫn còn anh có nắm một người, đó là em. Vậy người sẽ nắm đôi tay lạnh giá của anh chẳng biết đó là ai. Vòng lẩn quẩn cứ như thế tồn tại nỗi đau anh ngày dài. Đôi khi muốn kể lắm nhưng thôi lại viết tâm sự lên vài dòng, chỉ muốn cho nhận được từ hai phía đâu phải quá đáng. Có gì sai cuối cùng trở lại về với câu hỏi người nắm tay anh sẽ là ai đây. Anh khác với người ấy, chỉ đứng ở nơi đây, tay nét chút thể xác ném vị giác ở trong này. Bài hát chắc không hay tự vì cái anh tìm đến, bởi một chút nhiều hơn thế cũng chỉ là nhạc được viết lên. Đoạn kết hả, không còn xa lắm, 2014 mà còn ngưỡng hôn thì thôi anh chỉ biết âm thầm. Chúc phúc hay bước xuống cũng chỉ là thái độ mà thôi. Im lặng, bước đi, cười nhạt lắm nhưng cũng rồi.